Bài thoại ba sắc thái tình cảm. Nói sao cho em hiểu. Vai nhân, sắc thái đau khổ. Phải, tôi là một thằng hèn hạ, một thằng ăn cắp, một thằng đốn mạt. Nhưng ít ra thì em cũng phải nghe tôi nói chứ. Em có biết là lòng tôi đau khổ và lương tâm của tôi dằn vặt thế nào không? Tôi đâu có sung sướng gì khi phải đi ăn cắp, làm một việc mà cả xã hội lên án. Tôi biết đó là một việc làm hết sức xấu xa, nhưng tôi không còn con đường nào khác. Từ ngày má tôi mất đi thì căn bệnh nan y của ba tôi ngày một nặng hơn. Với số tiền lương hàng tháng của tôi chỉ đủ nuôi hai miệng ăn, vậy thì còn tiền thuốc men cho ba tôi thì sao? Số tiền mà em đưa cho tôi chỉ như muối bỏ biển. Tôi không cam tâm khi thấy cha của mình vốn đã tiêu tụy ngày càng tiêu tụy hơn vì căn bệnh quái ác kia. Thuốc thì quá đắt, hơn nữa ba tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Ông ấy đang chờ một ca mổ thập tử nhất sinh ở trong bệnh viện kia kìa. Vậy thì tôi hỏi em, tiền đạo ở đâu ra? Chính vì vậy cho nên tôi phải làm một cái gì đó để có thật nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đúng, đúng là tôi đang chà đạp lên nhân phẩm của mình, lên danh dự của gia đình mình và công ơn nuôi dưỡng của ba má tôi. Vậy thì sao chứ? Ai thấy chết mà không cứu? Hơn nữa người đó lại là cha của tôi kia mà. Tôi đã mất má tôi từ nhỏ, nay tôi không muốn mất thêm người cha này nữa. Tôi mặc cho xã hội lên án, tôi thà chịu tù tội, thậm chí có thể đánh đổi cả tánh mạng của mình đi chăng nữa, bởi vì tôi không còn con đường nào khác. Tôi là kẻ có tội, nếu em không chấp nhận tôi nữa thì thôi, mình chia tay đi. Bye.